Xin chào anh em, hôm nay mình lại về được một chiếc CD đàn ông. Đây, CD đàn ông DCD 1130. Em này em mới vừa mua được hôm nay, quay lên để thanh lý cho anh em. Nếu anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Nói chung là em bé này thì còn rất chi là đẹp so với tuổi đời. Và bây giờ là nội thất bên trong của em đó. Em sẽ mở ra cho các bác xem. Nếu các bác hoặc anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Đây, trong này vẫn còn một cái đĩa rất đẹp, sạch đẹp. Đây, cái này là như nào? Đấy, nó phải như thế này. Đây, em quay đằng sau cho các bác và anh em xem nhá. Đèn ông điện 100V 10W made in Japan. Còn nguyên zin chứ sửa chữa gì, mối hàn mấy còn ok hết, sạch đẹp. Em mua được của người dùng nhé, thanh lý là của người dùng về. Em quay luôn cho các bác xem, nếu bác nào ưng kết ok thì liên hệ với em nhé. Số điện thoại của em là 0982 988 007 hoặc liên hệ với fanpage thu mua loa đài cũ giá cao Hà Nội hoặc qua Zalo số điện thoại 0988 0982 988 007. Nhiều khi cứ bị nhịu. Đây. Rồi, video của em đến đây xin kết thúc nhé. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại hoặc fanpage của em nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em và nhận được những video mà em quay em đăng lên mới nhất nhé. Để có khi lại ăn được món gì đấy hay hay chơi nhỉ, tại vì em hay thanh lý đồ mà. Rồi, em xin chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác video sau. Chúc các bác một ngày mới vui vẻ. Bye bye. See you again.